Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin công nghệ trong tuần của kênh AP24GTV. Hôm nay thứ Bảy, ngày 13 tháng 10, chương trình có một số những nội dung đáng chú ý sau đây. Phát hiện chip gián điệp siêu nhỏ trong máy chủ Apple và Amazon. Yahoo chính thức trở lại với trình nhắn tin Yahoo Together. iPhone 3 ra mắt với hai phiên bản có giá từ 6,99 triệu đồng. Instagram đang triển khai một cách mới để có thể theo dõi những người bạn đã gặp trong cuộc sống thực. Được gọi là name tag, tính năng này hoạt động bằng cách hiển thị tên người dùng trên điện thoại của bạn, cho phép người khác có thể quét để theo dõi. Để sử dụng tính năng này, bạn vào hồ sơ của mình, nhấn nút menu ở trên cùng bên phải và chọn name tag để hiển thị mã của riêng bạn. Khi bạn muốn quét mã của người khác, bạn có thể làm như vậy bằng cách vuốt sang phải vào máy ảnh, đưa camera vào thẻ để nhận diện. Tính năng name tag sẽ ra mắt trên toàn cầu kể từ hôm nay và có sẵn trên cả iOS và Android. Cùng với name tag, Instagram cũng đang thử nghiệm một tính năng mới tại một số trường đại học ở Hoa Kỳ, cho phép bạn thêm trường học, năm học và các thành viên. Những thông tin này sau đó sẽ hiển thị với bạn một thư mục của tất cả mọi người tại trường, giúp bạn dễ dàng tìm và thêm bạn cùng lớp và để Facebook thu thập thêm thông tin về bạn. Một con chip giám sát kích cỡ chỉ bằng hạt gạo đã được tìm thấy trong các máy chủ của gần 30 công ty Mỹ, trong đó có cả những tên tuổi lớn như Amazon và Apple. Sự việc bắt đầu từ việc một con chip siêu nhỏ cỡ bằng hạt gạo được tìm thấy trong các máy chủ của gần 30 công ty Mỹ, trong đó có các hãng rất nổi tiếng như Apple và Amazon. Các con chip này được phát hiện trên các bo mạch chủ của công ty Supermicro của Mỹ thiết kế. Điểm đáng quan tâm là thiết kế của các con chip này không nằm trong bản thiết kế gốc của Supermicro, mà có vẻ nó được ai đó đưa vào trong quá trình sản xuất tại Trung Quốc. Hãng Apple hoàn toàn phủ nhận và cho rằng họ chưa từng thấy các con chip dạng này trên bất kỳ thành phần nào, cũng như hệ thống máy chủ của hãng. Amazon cũng khẳng định báo cáo này là không đúng sự thật. Nhưng thực tế, nhóm bảo mật của Amazon cũng từng tìm thấy bo mạch chính của mình đã bị thay đổi thiết kế trên máy chủ Amazon và web server tại Trung Quốc. Và dĩ nhiên, cả hãng Supermicro và các bên liên quan cũng đã phủ nhận những thông tin trong bản báo cáo này. Tuy nhiên, bản báo cáo đã công bố rất nhiều bằng chứng liên quan, hơn 100 cuộc phỏng vấn, trong đó có phỏng vấn một số quan chức an ninh quốc gia cấp cao và nhân viên nội bộ của Amazon, Apple. Có 17 người xác nhận việc phần cứng của Supermicro bị thao túng và nhiều yếu tố khác của vụ tấn công. Yahoo đã đóng cửa Messenger và máy chủ của nó sau 20 năm hoạt động, nhưng điều này không có nghĩa là công ty sẽ quyết định bỏ hoàn toàn không gian nhắn tin. Yahoo đang trở lại với những gì mà công ty được biết đến, tuy nhiên lần này sẽ chú trọng hơn đến cuộc trò chuyện nhóm. Công ty dịch vụ Internet vừa công bố sự ra mắt của Yahoo Together, được thiết kế để tổ chức các tin nhắn nhóm giữa gia đình và bạn bè bằng cách tính năng thông minh. Với Yahoo Together, bạn có thể phân loại các cuộc trò chuyện nhóm theo sở thích và chủ đề khác nhau. Ngoài ra, còn có một tùy chọn để ưu tiên thông báo cho các cuộc thảo luận mà bạn quan tâm nhiều hơn và tắt tiếng những người mà bạn cho là ít quan trọng hơn. Giống như bất kỳ ứng dụng nhắn tin nào khác có sẵn trên thị trường, Yahoo Together cho phép bạn chia sẻ ảnh và video. Bạn cũng có thể thiết lập lời nhắc cho bất kỳ tin nhắn và thành viên nào trong nhóm sẽ nhận được thông báo và thời gian đã lên lịch. Ngoài ra, bạn có thể thêm bất kỳ tập tin nào vào thư viện nhóm, được chia sẻ và tìm kiếm thư hoặc tập tin đính kèm cụ thể trong chuỗi tin nhắn dễ dàng hơn. Yahoo Together hiện đã có thể tải xuống cho iOS và Android. Vừa qua, Google đã đệ đơn kiện kháng nghị mức phạt chống độc quyền lớn nhất từ trước đến nay của Liên minh châu Âu áp đặt với tập đoàn này. Theo quyết định hồi tháng 7 vừa qua, Ủy ban châu Âu cho rằng Google đã lợi dụng sự thống trị thị trường của mình trên hệ điều hành Android, vi phạm luật chống độc quyền của EU. Gã khổng lồ công nghệ bị cáo buộc đã lạm dụng mã nguồn mở Android, ngăn các nhà chế tạo smartphone bán sản phẩm chạy trên các hệ điều hành của những đối thủ cạnh tranh của Google. Theo đó, thông báo cho biết Google bị phạt 4,34 tỷ euro, tương đương 5 tỷ USD. Quyết định này cũng yêu cầu Google trong vòng 90 ngày phải kết thúc hành vi cạnh tranh không lành mạnh, nếu không sẽ bị áp đặt mức phạt 5% doanh thu trung bình hàng ngày. Đây là lần thứ hai Google phải đối mặt với cơ quan chống độc quyền của EU. Trước đó, vào mùa hè năm 2017, Google bị EU phạt 2,7 tỷ USD vì đã xếp hạng dịch vụ mua sắm của mình cao hơn so với các đối thủ cạnh tranh trong kết quả tìm kiếm. Sáng 10 tháng 10, BKAV đã chính thức ra mắt iPhone 3 và iPhone 3 Pro tại thị trường Việt Nam. iPhone 3 được gọi là mẫu điện thoại hướng tới phân khúc tầm trung với mức giá 6,99 triệu đồng. Trong khi đó, iPhone 3 Pro là mẫu điện thoại có cấu hình cao cấp hơn, hướng tới phân khúc cận cao cấp với mức giá 9,99 triệu đồng. Theo đó, hai chiếc smartphone mới của BKAV có kiểu dáng khác nhau, chỉ khác về cấu hình và phần viền bên ngoài. Hiện tại, BKAV đã liên kết với 300 chuỗi cửa hàng trên toàn quốc và sẽ liên kệ vào ngày 19 tháng 10 tới. Với màn hình tràn đáy, iPhone 3 sở hữu kiểu dáng hơi khác biệt so với các đối thủ. Một điểm mới nữa của sản phẩm năm nay là BKAV sẽ trải rộng sản phẩm ở nhiều phân khúc hơn, thêm nhiều màu sắc và phiên bản khác nhau để người dùng có nhiều sự lựa chọn. Camera của chiếc máy cũng được nâng cấp so với iPhone 2.
khẩu độ và kích thước điểm ảnh đều được nâng cấp. Ngoài ra, B-Phone 3 còn có khả năng quay phim, chụp ảnh dưới nước, nhúng nước trong khoảng thời gian 30 phút ở độ sâu 1,5m. Về hiệu năng, B-Phone 3 tăng 50% so với B-Phone 2017. Màn hình cũng sáng hơn và kích thước lớn hơn nhưng gọn hơn những chiếc điện thoại trước. Với hiệu năng mạnh mẽ, B-Phone 3 sẵn sàng chinh chiến với những game nặng nhất hiện nay. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin công nghệ trong tuần của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!